Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, Chacodi, vừa miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Hoàng Hiểu. Ông Hiểu được phân công giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách mảng xây dựng của công ty trong một năm kể từ ngày 2 tháng 10. Ông Phạm Đăng Khoa làm Tổng Giám đốc Chacodi kể từ 2 tháng 10. Đồng thời, Hội đồng Quản trị cũng đã bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị thường trực giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty trong thời hạn 3 năm. Ông Khoa sẽ là người đại diện pháp luật cho Chacodi, thay ông Nguyễn Hoàng Hiểu. Như vậy, ban điều hành của Chacodi vẫn gồm 5 người, ngoài ông Khoa, còn có bà Nguyễn Thị Thanh Hương, ông Thân Thế Hanh, ông Trần Văn Đức và ông Nguyễn Văn Bắc. Ông Phạm Đăng Khoa, sinh năm 1983, tốt nghiệp cử nhân công nghệ thông tin ứng dụng Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh và cử nhân tài chính Đại học San Jose, California, Mỹ. Ông Khoa có hơn 10 năm kinh nghiệm trong điều hành và quản trị doanh nghiệp. Ông đã và đang đảm nhận các vị trí cấp cao tại nhiều công ty như Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối phát triển kinh doanh tại Công ty Cổ phần BCG Energy, thành viên của Bamboo Capital, thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Skyler, thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Orion Wind Energy. Tại Chacodi, ông Phạm Đăng Khoa được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng Quản trị từ tháng 4 năm 2022. Còn ông Nguyễn Hoàng Hiểu, sinh năm 1978, tốt nghiệp thạc sĩ kinh doanh tại Columbia Southern University, kỹ sư xây dựng Đại học Xây dựng Hà Nội, cử nhân tài chính doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hiểu từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong các công ty bất động sản, công ty tư vấn quản lý dự án, công ty xây dựng.